bác kim thành cả làng biết vào còn qua kẻ là kẻ qua còn. Đừng hát bác kim thang lúc chạm vạng sáng. Xin chào các bạn, lại là mình cô bé Hà Nội đây. Chắc hẳn đa phần các bạn đều đã quá quen thuộc với bài Đồng Dao này đúng không? Một giai điệu rất là quen thuộc với mỗi chúng ta từ bé cho đến bây giờ. Nhưng sự thật đằng sau đó lại khá là kinh dị đấy. Không biết đã bạn nào nghe đến sự thật về bài hát Bắc Kim Thang chưa? Bài Đồng Dao này thực ra vốn được dựa trên một câu chuyện để kể về anh bán dầu và anh bán ếch. Câu chuyện này kể rằng ngày xưa tại một cù lao nhỏ bên sông thì có hai anh bạn chơi với nhau rất là thân. Một anh thì làm nghề bắt ếch về đêm, còn một anh thì làm nghề bán dầu. Loại này chính là loại dầu lửa dùng để thắp đèn lúc bấy giờ. Hồi ấy đèn điện chưa phổ biến như bây giờ nên nhà nào cũng sắm rất là nhiều đèn dầu nhỏ để thắp. Anh bán dầu và anh bán ếch sống tách biệt hoàn toàn với những người ở trong thôn làng. Do vậy họ chơi với nhau rất là thân và coi nhau như anh em một nhà. Để đi tới khu chợ trong làng thì hai anh đều phải đi qua một cái cây cầu khỉ. Cầu khỉ là loại cầu với hình dáng mộc mạc sơ sài, có khi chỉ được dựng lên bởi một vài những thanh gỗ lỏng lẻo để người dân đi tạm qua mà thôi. Mẹ anh bán dầu thì bị bệnh nặng và thời gian sau ấy, bà ấy không may qua không qua khỏi. Anh bán ếch không quản ngại khó khăn xuống vào để phụ giúp anh bán dầu lo ma chay, chôn cất cho mẹ rất là chu đáo. Khi đám tang xong xuôi thì tình cảm giữa hai anh em lại càng thêm gắn bó, khăng khít với nhau nên được ví giống như là cà lang bí dợ, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và như mọi ngày thì anh bán ếch sẽ bắt đầu lên đồng bắt ếch vào đêm tối. Công việc diễn ra tương đối suôn sẻ, nhưng vào ngày hôm ấy, anh bán ếch cứ liên tục nghe thấy những tiếng kêu thất thanh thảm thiết từ ngoài đồng vang lên. Thì lúc đầu anh bán ếch khá là sợ hãi vì giữa đêm tối chỉ có một mình anh vẫn đang lội bì bõm ở giữa bờ ruộng. Xung quanh là những ngôi mộ mới, cũ mọc lởm chởm, có phần rợn người. Lúc này anh bán ếch sợ lắm nên là anh đã định bỏ về rồi. Nhưng cái tiếng kêu thảm thiết kia ngày một vang to lên. Sẵn bản tính tò mò trong người, anh bán ếch đánh liều một phen, lần theo tiếng kêu để đi tìm thử. Càng tới gần thì nghe cái tiếng kêu càng rõ ràng. Cuối cùng là anh phát hiện ra một con le le và con bìm bịp bị trúng bẫy chuột đang kêu la thảm thiết. Và vừa thấy bóng dáng anh bán ếch, cả hai con vật đột ngột phát ra tiếng người. Chúng van nài cầu cứu anh bán ếch gỡ bẫy giúp cho mình. Và chúng hứa rằng sẽ trả ơn anh rất xứng đáng. Anh bán ếch ngồi xuống bên cạnh con le le và con bìm bịp, loay hoay tìm cách cứu chúng ra khỏi bẫy. Và sau khi được cứu thoát thì hai con vật cúi đầu cảm tạ anh bán ếch. Sau đó chúng bỏ chạy mất hút vào trong bóng đêm. Và kể từ sau buổi tối hôm đó, anh bán ếch dường như cũng đã quên đi chuyện này. Và đến khi vào một đêm mưa, khi mà anh sắp lên giường đi ngủ thì hai con le le và bìm bịp được anh cứu ngày đó đột ngột xuất hiện. Chúng tranh nhau kể cho anh nghe một việc mà chúng đã nghe thấy. Ở dưới bờ sông, chỗ cây cầu khỉ mà anh hay đi qua, chúng phát hiện có hai con ma da lâu ẩn nấp ở đó. Hai con ma da bà với nhau là tìm cách dìm anh bán dầu và anh bán ếch để hai anh làm ma da thế mạng cho chúng, để chúng được đi đầu thai làm người. Vì đôi bạn thường xuyên đi qua cầu vào lúc trời chạng vạng gần sáng nên đây chính là thời điểm phù hợp nhất để cho chúng ra tay. Le Le và Bìm Bìm khuyên anh bán ếch cách duy nhất để thoát khỏi nạn này là trong vòng 7 ngày tới cả hai không được đi ra ngoài vào lúc trời hửng sáng. Và sau khi hay tin thì anh bán ếch vội vàng về kể cho người bạn của mình nghe câu chuyện này. Nhưng mà khổ nỗi anh bán dầu chỉ cười thôi, và anh cho rằng là anh bán ếch đang bị Le Le và Bìm Bìm lừa, làm gì có chuyện được cười nó xảy ra, còn nói là anh bán ếch quá là mê tín. Và vì lo lắng cho bạn nên là anh bán ếch đem chuyện anh bán dầu không tin nói cho Le Le và Bìm Bìm nghe. Hai con vật này nó liền nghĩ ra một cách và hiến kế cho anh. Chúng bày cho anh bán ếch mời anh bán dầu sang nhà mình ăn cơm, chúc rượu say để anh bán dầu không đi qua cây cầu vào rạng sáng. Chỉ cần qua được thời hạn 7 ngày đó thì hai người chắc chắn sẽ an toàn. Nghe lời chúng, anh bán ếch kiếm cớ mời anh bán dầu sang cùng mình làm cơm cúng mẹ và lợi dụng cơ hội để chúc say bạn. Mọi chuyện êm xuôi cho tới ngày thứ 7. Vì quá mệt mỏi nên là anh bán ếch đã ngủ thiếp đi. Anh bán dầu sự tỉnh rượu nhớ ra là đã chuẩn bị tới giờ họp chợ, liền vội vàng xách dầu đi qua cầu khỉ để đem bán. Thì mọi người biết rồi đó, hai con ma da ở dưới sông chờ sẵn, thâm độc kéo chân và dìm bán dầu luôn. Cho đến lúc anh bán ếch tỉnh lại thì hốt hoảng chạy ra cầu, bỗng thấy thúng dầu và đòn gánh nổ liền xiềng ở đó. Biết bạn mình xảy ra kiếp nạn, nhưng vì chưa qua kỳ hạn 7 ngày của hai con ma da nên là anh bán ếch không dám xuống sông nữa. Ở cho đến mãi hôm sau thì anh mới nhảy xuống sông, lần mò mãi mới vớt được xác của bạn lên. Và xác của anh bán dầu đã trương cứng, da bị nước ăn mòn trở nên bủng beo, hai mắt vẫn còn mở trừng trừng giống như đã nhìn thấy một điều gì đó rất là ghê rợn. Và đó chính là một trong những cái truyền thuyết ghê rợn của cái bài hát Bắc Kim Thang này. Bài Đồng Dao này hiện vẫn đang được người lớn truyền miệng cho lũ trẻ con trong nhà từ đời này sang đời khác và gây ra không ít hoang mang thắc mắc về ý nghĩa thực sự của nó. Còn bạn đã được nghe câu chuyện nào khác về Bắc Kim Thang hay chưa?